Tối ngày 1 tháng 12 tại đài tưởng niệm công viên Lý Thái Tổ, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, mùng 3 tháng 12 năm 1908, mùng 3 tháng 12 năm 2018 và công bố quyết định công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại 3. Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn tỉnh, Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ở ngành của tỉnh, các tướng lĩnh là người con quê hương, lãnh đạo các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh, các hiệp hội đô thị cùng đồng bằng sông Hồng. Về phía thị xã, có các đồng chí Trần Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Nguyễn Văn Toán, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí Thường trực Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và thị xã các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, cùng lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã, các xã phường, đại diện thôn Tam Sơn, gia đình dòng họ đồng chí Ngô Gia Tự và đông đảo nhân dân thị xã Từ Sơn. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đã đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, ôn lại sự nghiệp hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng dân tộc ta. Để noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sĩ cách mạng, Đảng bộ và nhân dân thị xã nguyện phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, xây dựng Đảng bộ thị xã Từ Sơn ngày càng trong sạch vững mạnh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã báo cáo kết quả xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành đô thị loại 3. Trong đó nhấn mạnh, thị xã Từ Sơn là vùng đất khoa bảng văn hiến cách mạng và anh hùng, tự hào là nơi sản sinh ra nhiều nhà cách mạng tiền bối của Đảng như đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cử, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo v.v. Từ Sơn còn nổi tiếng với các ngành nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, sắt thép, dệt may mặc và nhiều tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ. Xác định việc phát triển đô thị văn minh hiện đại nhằm khai thác tối đa vị thế là nhiệm vụ cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm qua, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng thị xã Từ Sơn thành đô thị loại 3 trước năm 2020, đảm bảo hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa và bền vững. Đến nay, sau 10 năm thành lập thị xã, kinh tế xã hội của Từ Sơn có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt hơn 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, thương mại, du lịch chiếm hơn 98%, ngành nông nghiệp còn dưới 2%, thu ngân sách hàng năm đạt trên 1.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người luôn ở mức cao so với cả nước. Trong đó, năm 2018, ước đạt 5.272 USD trên người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,1%, là một trong những địa phương có số hộ nghèo thấp nhất tỉnh. Hệ thống hạ tầng xã hội được đầu tư đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành, các khu chức năng, công cộng, thương mại, dịch vụ của đô thị được hình thành và xây dựng đồng bộ, như khu hành chính, chính trị thị xã, khu thương mại dịch vụ và các khu dân cư, khu đô thị mới. Cùng với cơ sở chính sách thông thoáng của tỉnh, kết hợp với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, Từ Sơn đã và đang khẳng định vị thế của mình, trở thành điểm hấp dẫn thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được chú trọng, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, hệ thống trường học và các công trình văn hóa, thể dục thể thao được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 98,5%, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, hơn 70% thôn khu phố có nhà văn hóa. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, hàng năm có trên 80% làng khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Với những kết quả đó, thị xã Từ Sơn đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Bắc Ninh theo quyết định số 1293 QĐ-BXC ngày 12 tháng 10 năm 2018 vừa qua. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thị xã Từ Sơn, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân người chiến sĩ cộng sản đã trọn đời hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của thị xã Từ Sơn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị.
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thị xã Từ Sơn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo diện mạo mới về kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp về quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, xứng đáng là đô thị thuộc đô thị lõi Bắc Ninh, đồng thời trở thành đô thị lớn phát triển bền vững với đặc trưng văn hóa, sinh thái, trí thức. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, bước sang giai đoạn mới với nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức đan xen, trở thành đô thị được vang chính là tiền đề cho thị xã phát triển trong tương lai. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là đô thị lõi của thành phố trong tương lai, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội bền vững, chú trọng phát triển công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, làng nghề, thương mại dịch vụ và nông nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp và sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, phát huy giá trị di tích, đẩy mạnh du lịch, khai thác các yếu tố lịch sử, văn hóa, cách mạng, tâm linh và làng nghề, tăng cường cải cách hành chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đô thị, môi trường, đất đai, tập trung rà soát, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, các vụ việc phức tạp, bảo đảm quốc phòng an ninh, tập trung cao cho công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương nghị quyết của trung ương, của tỉnh, gắn kết chặt chẽ thực hiện quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp các ngành với nghị quyết trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, cùng với những thành tựu đã đạt được, tôi tin tưởng thời gian tới, thị xã Từ Sơn sẽ tiếp tục noi gương đồng chí Quan Văn Tự, đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng quê hương Từ Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xin chúc các đồng chí đại biểu rất quý và toàn thể nhân dân thị xã Từ Sơn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Bộ Xây dựng, đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã trao quyết định công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Bắc Ninh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn. Sau phần lễ là phần hội với các chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Khí thiêng hội tụ nở hoa anh hùng được dàn dựng công phu hoành tráng dưới hình thức sân khấu hóa. Đã tóm tắt lịch sử hình thành phát triển rực rỡ của thị xã Từ Sơn, tạo được ấn tượng sâu sắc cho các đại biểu và nhân dân về tham dự buổi lễ. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự kết hợp với sự kiện thị xã Từ Sơn được công nhận là đô thị loại 3 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của thị xã Từ Sơn, một đô thị trẻ năng động sáng tạo trong thời gian qua. Đây cũng là động lực để Từ Sơn phát huy khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, từ đó vững bước trở thành quận vào năm 2022.